Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Trong khuôn khổ video này thì em vừa về được một chiếc Toyota Veloz phiên bản 2022 màu bạc. Thì tiện video này em xin phép giới thiệu anh chị về dòng xe của mới ra mắt của Toyota là Toyota Veloz. Toyota Veloz thì được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam với hai phiên bản là Veloz Cross bản thường bản tiêu chuẩn và Toyota Veloz Cross bản top. Thì trước mắt chúng ta đây là phiên bản tiêu chuẩn thì màu bạc. Giá lần lượt của hai phiên bản là phiên bản tiêu chuẩn có giá niêm yết là 648 triệu, còn giá bản cao sẽ là 688 triệu. Có 5 tùy chọn về màu sắc. Thứ nhất là màu trắng này, màu trắng ngọc trai thì sẽ xin phép là màu trắng ngọc trai theo truyền thống của Toyota sẽ là cao hơn các màu khác là 8 triệu. Màu thứ hai là màu đen, màu thứ ba là màu bạc trước mắt chúng ta đây, và màu thứ tư là màu bạc ánh tím. Về hai bản là chênh nhau với 40 triệu, thì em sẽ phân tích cho anh chị là 40 triệu thì anh chị sẽ được gì và mất gì. Và thứ nhất là về giá đi. Về giá thì 40 triệu này anh chị, đây là bản tiêu chuẩn, bản cao cấp thì sẽ được có là cam 360. Cái thứ hai là có cái hệ thống Toyota Safety Sense. Toyota Safety Sense thì nó sẽ giúp anh chị giữ làn đường và cảnh báo lệch làn, cảnh báo tiên va chạm. Thứ ba là cái la răng. La răng thì anh chị sẽ ở bản cao sẽ la răng sẽ to hơn một inch, nhìn cái phần hông xe là sẽ khỏe hơn. Và cái thứ ba là sẽ bản cao sẽ có cái cảnh báo cái điểm mù trên gương. Và cái cuối cùng là phiên bản cao sẽ có cái màn hình nó to hơn phiên bản tiêu chuẩn. Toyota Veloz thì hiện tại thì em đang có, nếu anh chị có cái nhu cầu tư vấn về cái lịch xe, quan trọng cái lịch xe của Veloz ấy, bởi vì là từ lúc ra mắt thì bên em cũng ký chơi được khá nhiều rồi, nên là anh chị cần có nhu cầu lấy xe tháng nào thì có thể là liên hệ giúp em sẽ báo cho anh chị về cái lịch xe. Veloz thì nó cũng giống như các dòng xe khác, được bên em hỗ trợ vay ngân hàng tối đa là 80% giá trị xe và thời gian vay tối đa là 7 năm. Tùy theo cái nhu cầu tài chính của anh chị thì anh chị liên hệ giúp em vào số hotline thì em sẽ tư vấn đưa ra cái gói vay làm sao nó phù hợp nhất với cái tình hình tài chính cho anh chị, và tính cho anh chị cái bảng kê là hàng tháng trả bao nhiêu và dự toán cho anh chị phải trả trước bao nhiêu này, phải dự toán là trả hàng tháng bao nhiêu, và tính cho anh chị cái giá, cái chi phí để anh chị lăn bánh ra ngoài đường. Xe thì anh chị để ý là thấy ở phần đầu xe và nóc xe sẽ có cái miếng dán bảo vệ, thì xe bên em là mới cẩu từ cảng về nên là có những cái chi tiết dán bảo vệ và những cái móc kéo để cẩu có tàng biển, càng biển, và khi nào mà anh chị nhận xe thì em sẽ vệ sinh và xử lý những cái vấn đề này. Trong khuôn khổ video nhanh này thì em xin phép giới thiệu qua về chiếc Toyota Veloz và cái ngoại hình của chiếc Toyota Veloz phiên bản tiêu chuẩn màu bạc. Cần hỗ trợ gì thêm thì anh chị liên hệ với em qua số online. Xin phép hẹn anh chị ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.